Xin chào mọi người, hôm nay mình gia đình nhỏ đi vườn thú cho mấy em nhỏ đi chơi. Hôm nay trời đẹp, hôm nay là ngày lễ Phục sinh. Đây là một ngôi làng nhỏ ha. Ngôi làng đây quá yên tĩnh luôn. Hôm nay thời tiết 20 độ, không lạnh không nóng. Sống này quá yên tĩnh luôn ha. Ồ, đôi giày kìa, thấy đôi giày không? Đi đi. Đúng là yên bình luôn. Có quán nước. Đây là chỗ bán vé ha. Đây là vô lối đi vô ha. Trước khi vô là có hồ cá ha. Hồ cá coi. Đây là mình đi vô trong. Trong đây là mấy cái nhà, những con gì đây? Gấu. Ê, ngủ hả? Lấy chip cho chim ăn hả? Dạ ok. Bẻ đây con. Rồi. À đây ní cây kìa, con cô kia. Đẹp không? Kia. Yeah. Dạ. Yeah. Ở trên cũng có chim đây. À, có bí bí kìa. Hả, à, đây đi. Hả? Này, cũng tròn. Đó, ngủ nè. Nó phơi nắng đó. Đây là con Baba Khai. Khai ảnh à, quá nhiều luôn. Hello. Ở đây có bãi cỏ ghế ngồi. Dạ. Con gì? Ồ. Con hen. Dạ. Keep. Gặp rừng. Đây là một vườn thú nhỏ thôi, của một cái thị trấn nhỏ ở Pest. Từ nhà mình chạy lên đây khoảng 30 phút. Khoảng 30 cây số ha. Con gì? Không phải con khỉ. Con gì? Cái mặt đó. Hello.
gì đâu. À, con tròn. Đến đi. Đến đi. Đến đi. Kia. Đến đi cho con đi nè. Đến đi chơi đi. Được hết rồi nha. Ừ, ở đâu? Đây đừng có rờ. Con lửa, con lửa hả? Con lửa. Đến đi cây cái. Ta tới này đến đi. Đó. Hello. Hello cho đèn. Đi. Cho đến. Hãy subscribe cho kênh đi lại đúng
trong đó là gà. Con gà nó đi. Hay vô. Hay vô. Dạ, gà đi con. Hả, gà đi. Trên đầu á. Đây nè. Người ta không cho con. Ừ, để đi. Cho đừng cái cắn á. Đứng đây.
À, chơi đi. Con chơi với em gà. Về ba ba bỏ Shamu lên ra cho nhảy. Rồi Danny qua kia nè. Danny. Hả? Danny muốn qua đây không? Nè. Đến chỗ này. Danny cẩn thận á con. Ơi. Hả? À Danny muốn nắm tay em hả? Jordan sợ. Rồi ba ba ẵm qua. Cho đừng sợ con chạy một mình đi. Dạ con giỏi. Danny. Dạ. Tháo giày ra. Ok. Tháo tóc hả? Tháo tóc. Tháo dơ. Mang tóc được mà. Thôi đừng em bắt trước. Đừng. Đi đi. Kệ cho nó tháo giày cũng được. Hello Danny, hello Jordan. Đi chơi vui không? Jordan giỏi quá. Để em đi quá. Ô cho đình giỏi quá. Con nói một tiếng không nghe. Xuống, xuống đi. Anh nhìn ra, nhìn ra. Anh nhìn ra, bước xuống. Bước lên đi, bước lên. Em đi từ con. Ba ba. Đẩy thẳng con. Video xin tạm dừng ở đây, tạm biệt mọi người đi. Dạ. Nói tạm biệt mọi người đi đi. Nói tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Yeah. Đây là một vườn cho thú nhỏ. Jordan. Tạm biệt mọi người đi hả? Jordan. Bye bye. Bye bye mọi người ha. Ok. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Đây là xe thú nhỏ trên Best. Hello Jordan. Jordan làm gì đó? Hả? Hay quá. Hay quá. Hay quá.
À, robot ngủ rồi. Hobby lượm đá. Đá cây cỏ nước thầy tối đêm về. Thường mấy cái làng ở thôn quê thấy đẹp ha, yên tĩnh, cây cỏ xanh mượt luôn. À, nó cho tham quan kìa, mình vô mình coi đó. Xe kìa. Đây người ta vô mua á, nha. Đi vô coi cái cây gì mua. Đây là bông, cái gì? Đây là người ta ương cây người ta bán nè. Cái bông nè. Đây là những cây người ta ương ở Hà Lan người ta bán. Những cây giống. Đây là cây bông không?